Hello hello hello, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là An, chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Thuyết trình á là một cái hoạt động mà mình nghĩ là bây giờ kiểu rất là phổ biến luôn á. Kể cả bạn là học sinh hay sinh viên hay là sau này đi làm kiểu gì thì các bạn cũng sẽ phải đụng tới ít nhất là một bài thuyết trình hết trơn á. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay, sau rất là nhiều năm mà mình lăn lộn với nhiều bài thuyết trình rồi á, thì mình sẽ chia sẻ các bạn những cái kinh nghiệm của mình làm sao có một cái bài thuyết trình gọi là nó thu hút hơn một tí ha. Ok, cái mà đầu tiên tiên quyết mà bọn mình phải quan tâm luôn á, đó chính là cái hình thức của bài thuyết trình. Mặc dù á cái chất lượng nội dung ở bên trong, cái gì mà các bạn trình bày nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà á cái hình thức sẽ là một cái gì đó làm cho cái bài thuyết trình của bạn nó trở nên chuyên nghiệp hơn. Cho những cái bạn nào mà mới tiếp xúc với mấy bài thuyết trình á, và mấy bạn kiểu chưa có những cái template phù hợp hoặc là không biết làm sao để tự vẽ cho mình một cái thuyết trình á, thì mình có recommend cho các bạn một cái trang này, mà cái trang mà mình xài từ hồi năm 3 tới giờ. Kiểu mình đi tìm mấy cái template trên đó. Đợi xíu mình lấy cái laptop cái. Rồi, ok, thì cái web mà mình sẽ chỉ mấy bạn đó là sligo.com. Đó, đây là một cái nơi mà có rất nhiều template luôn á mọi người. Thì bây giờ mình ví dụ mình search nha, một cái modern đi. Cái style modern đi. Đó, mình chọn nè, mấy bạn thấy không, nó rất là nhiều cái khác template khác nhau. Đây mình thì thích cái kiểu mấy cái kiểu design giống vậy, mình sẽ chọn một vàng. Rồi bạn vô thôi. Có hai lựa chọn, một là Google Slide làm chỉnh sửa trực tiếp trên web, hai là các bạn sẽ vào PowerPoint, thì mình sẽ hay tải về PowerPoint để mình dùng. Rồi mọi người, rất nhiều những cái mẫu slide người ta dàn trang sẵn cho mọi người, là mọi người chỉ việc vô và edit thôi. Đó, mấy cái này hoặc là mấy cái hình lẻ luôn nè, mấy bạn kéo ra kéo vô bình thường được hết luôn á. Nè, người ta còn cho mấy bạn icon nữa, thấy không? Mã màu, icon, copy ra, cần icon gì copy icon nó ra, trái táo, trái ơi, như nè, quá trời luôn. Đó, cho nên là mình cảm thấy đây là một cái web rất là vi diệu. Và ví dụ trong trường hợp mấy bạn nè, phông chữ nó bị lỗi rồi đúng không? Sẵn tiện đang nói tới cái hình thức của cái này thì mình nói luôn là đừng bao giờ xài phông chữ mà nó bị lỗi phông nha mọi người. Ví dụ này đi, hello, đó thấy không, thấy cái chữ hế không, chữ e nè. Đó, mấy bạn có thấy nó vô duyên không, nhìn nó rất là kỳ luôn á. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn thêm một trang nữa để mấy bạn tải phông chữ về mà nó có việt hóa nha. Đó là các bạn sẽ lên Google Font. Nè, thấy không? Cái này là một trang của Google á mọi người. Ngôn ngữ là tiếng Việt nè, thấy language không? Đó, các bạn sẽ search Vietnamese, sorry. Đó. Rồi, thích cái phông chữ nào tải về cái phông chữ đó. Bây giờ ví dụ mình chọn đại nha. Cái phông này đi, bầu trời trong xanh ngát xanh nè, download. Đó là xong. Nó vậy không mọi người, mình chỉ bạn cách cài luôn nha. Mấy bạn sẽ giải nén nó ra. Extract files nè, thấy không? Nè, Anton nè, thấy không? Đó, rồi mọi người chỉ cần việc vô đây, bấm chuột phải, install. Là xong. Anton đúng không? Bây giờ mọi người vô bấm chữ Anton. Đây nè, thấy chưa? Không hề có cái sự mà lỗi phông nữa nha mọi người. Đó là cái mà mình muốn recommend cho mấy bạn. Một là web Sligo để tìm template, hai là Google Font để mấy bạn tìm phông chữ. Nhất định không được để lỗi phông nha mọi người. Rồi, tiếp nói cái mà của hình thức của cái PowerPoint hồi nãy á, thì mình nói luôn là mấy bạn nhớ nghiên cứu kỹ là biết là mình sẽ trình chiếu ở đâu nha mọi người. Mọi người phải biết là mình trình chiếu ở đâu, cái chất lượng máy chiếu như thế nào, ánh sáng ra sao, để mình lựa chọn cái màu sắc của cái PowerPoint của mình cho phù hợp. Bởi vì trong một số trường hợp á, cái nơi mà các bạn trình chiếu nó sẽ hơi bị cùi á, rồi máy chiếu nó sẽ không có bị được rõ nét á, thì cấm kỵ đừng nên sử dụng những cái màu pastel nhạt nhòa nha mọi người. Ý là khi mà các bạn nhìn trên video, trên cái PowerPoint á, thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà các bạn chiếu những cái nơi mà nó quá bị cùi á, cái máy chiếu nó cùi rồi xong ánh sáng chiếu vô quá trời á, là các bạn chiếu thì nó sẽ không có thấy gì hết trơn đâu. Đó là kinh nghiệm xương máu của mình. Nếu mà không phải chiếu mấy chỗ xịn xịn á, thì mình khuyên mấy bạn nên chọn mấy màu mà có độ tương phản cao một tí, đừng có chọn màu pastel, mấy màu nhạt nhạt nha. Sau khi để xong cái hình thức rồi thì mình sẽ tới một vài cái lưu ý về mặt nội dung của PowerPoint nha mọi người. Đầu tiên, mọi người nhớ là chỉ để những cái keyword ở trên PowerPoint của mình thôi, đừng có để tất cả những cái chữ ở trên đó. Tại vì á, PowerPoint là để minh họa cho mình thuyết trình thôi, chứ không phải là cái mà mình quăng lên cho người ta đọc hoặc là cho mình đọc.
Nói chung là mấy bạn phải thật sự hiểu cái bài thuyết trình của mình và chỉ dùng những keyword đó để minh họa cho các bạn người xem ở dưới thôi, chứ đừng có lạm dụng từ ngữ trên PowerPoint quá, chi chít chữ quá người ta kiểu xem người ta bị rối á mọi người. Rồi tiếp theo là mọi người nên nhớ, nên minh họa ngoài chữ ra thì các bạn nên sử dụng hình ảnh nhiều hơn. Nó có thể là ảnh chụp nè, hoặc là những cái biểu đồ, những cái sơ đồ, thì cái đó nó sẽ có cái tính chất minh họa tốt hơn, người ta xem người ta dễ hình dung hơn là những cái con số, những cái chữ trên màn hình. Rồi thì xong nội dung và hình thức rồi, bây giờ thì mình sẽ tới lúc trong lúc mình trình bày nha. Cái đầu tiên và tiên quyết nhất là không nhìn slide, không nhìn slide và không nhìn slide. Ý là không phải lúc nào cũng chằm chằm vào nhìn lên cái slide để mà đọc hết. Tại vì á, mình nói rồi, slide chỉ là công cụ để minh họa cho những gì bạn nói thôi, chứ cái mà bạn cần thu hút người ta vào đó chính là bạn. Và nếu bạn định là lên nhìn slide và đọc thôi cho người ta nghe thôi á, thì thôi gửi luôn cái slide cho người ta đọc đi, cần gì phải lên thuyết trình nữa. Bản chất của thuyết trình là mình trình bày cho rõ những cái ý của mình cho người ta dễ hiểu hơn. Ừ, mình nghĩ là vậy đó. Mình chỉ nhìn khi mình muốn tương tác ở trên đó thôi. Ví dụ có cái bảng, biểu đồ gì đó thì mình mới nên nhìn slide, chứ không nên nhìn nó để đọc đọc nha. Tiên quyết khi thuyết trình không nhìn slide để đọc. Tiếp theo là về body language, tức là ngôn ngữ cơ thể á. Kiểu, cái này mình biết là có nhiều người nói rồi, nhưng mà bản thân mình tích lũy thì có 3 cái body language nhỏ mà mình nghĩ là các bạn có thể vận dụng được trong lúc thuyết trình. Đầu tiên, đó là cái nụ cười của mọi người. Khi mà các bạn bắt đầu bài thuyết trình với một cái nụ cười, dù là cười mỉm hay cười tươi hay sao đó, thì nó cũng thể hiện được cái sự tự tin của các bạn. Và mình cảm thấy cái nụ cười là một cái thứ gì đó giao tiếp, kết nối rất là tốt luôn. Khi mà các bạn cho đi một nụ cười mà may mắn các bạn nhận lại một hay một vài nụ cười, thì các bạn sẽ có cái sự tự tin hơn rất là nhiều á. Mình nói ngoài lề xíu nha, kể cả lâu lâu mình chạy xe ngoài đường á, mà mình lỡ quẹt chúng ta cái mình cũng cười nhẹ, cái kiểu người ta cũng, ý là cũng thoải mái hơn so với việc người ta quay qua gặp cái mặt bạn chầm chầm kiểu à xin lỗi nha kiểu vậy. Cái thứ hai đó là giao tiếp bằng ánh mắt. Thì giao tiếp bằng ánh mắt á, không phải là các bạn cứ nhìn chằm chằm một người, mà là mấy bạn nên đảo vòng quanh cái khán phòng của mình, dừng lại một tí rồi xong chuyển qua người khác, chuyển qua người khác, thì kiểu người ta sẽ cảm thấy mọi người đều có cảm giác là bạn đang tương tác với bạn đó. Khi mà các bạn thuyết trình á, thì mình nghĩ ít nhất cũng sẽ có một vài người sẽ tập trung vào bài thuyết trình của bạn á, thì các bạn hãy ráng tìm mấy bạn đó và tương tác với mấy bạn đó, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào giáo viên hoặc là một người nào đó, nó sẽ thể hiện các bạn sự lúng túng và không có tự tin á. Và cái hành động cuối cùng đó chính là cái gật đầu. Ừ, mình cảm thấy là khi mà bạn nói chuyện á, bạn chốt một câu gì đó, bạn gật đầu một cái với người đó, rồi bạn gật đầu một cái với người đó, thì kiểu người ta cũng cảm thấy là có thể bạn sẽ tạo được cái cảm giác là đồng điệu cho người ta, kiểu người ta hiểu được cái vấn đề đó, kiểu là bạn đang chốt cái vấn đề đó đó. Và nhiều khi nó sẽ tăng cái sức thuyết phục của bạn lên nữa. Ngoài ra còn tạo cho người ta cái cảm giác là mình đang nói chuyện với nó và cái bạn đó đang tương tác với mình, kiểu kiểu vậy. Nói chung là mình chốt lại có 3 cái cử chỉ mà mình nghĩ là các bạn có thể luyện tập thêm, đó là cái nụ cười của mọi người nè, cái ánh mắt nè, kiểu đảo vòng quanh khán phòng không chỉ nhìn chằm chằm một nơi, và cuối cùng đó chính là cái gật đầu. Mình biết là không phải là cứ nói là mọi người sẽ làm được, không phải ai cũng có khả năng mà đứng trước đám đông để nói, nhưng mà mình nghĩ là với 3 cái nhỏ nhỏ đó, bạn có thể để ý cho những lần thuyết trình sau thử xem như thế nào, thì cảm thấy thật sự nó hiệu quả mọi người. Ok, thì nói chung là nói tips hay là lưu ý này nọ vậy thôi. Thật ra nó chỉ là để cho cái bài thuyết trình của các bạn nó gọi là cải thiện hơn hoặc là thu hút hơn cho những lần sau thôi. Chứ thật ra mình cảm thấy để có một bài thuyết trình tốt thì luôn vẫn là nằm ở bạn. Mình nghĩ là mấu chốt là các bạn thật hiểu project của mình, hiểu cái bài thuyết trình của mình, môn học của mình, nói chung là tất cả mọi thứ mà các bạn đem đi thuyết trình, và phải luyện tập thật là nhiều. Kiểu có thể là các bạn đứng trước gương các bạn nói, hoặc là các bạn tự ghi âm lại. Nhưng mà nói chung là practice makes perfect. Ghê quá. Nhưng mà nói chung là cứ luyện tập đi, sẽ một ngày đó các bạn sẽ cải thiện được thôi. Bất cứ cái gì cũng vậy, miễn mình bỏ công, chắc chắn mình sẽ lên được level thôi mọi người. Ok, thì đó chính là cái video về mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong cái việc thuyết trình. Mong là nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy like và share video này giúp mình nha. Ngoài ra thì mình sẽ ra video rất là thường xuyên á. Mọi người hãy subscribe channel của mình và bấm vào nút chuông ở đây để nhận được thêm những cái thông báo từ video mới của mình nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye.